Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, Nghị định 45 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định 45 là quy định về phân loại thu gom, vận chuyển, chôn lấp, đổ, đốt, xử lý chất thải rắn thông thường. Trong nghị định này, người dân đặc biệt quan tâm đến chế tài xử lý hành vi vi phạm quy định không phân loại rác thải từ nguồn, với mức xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Tương tự, các tổ chức, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường, nếu không phân loại từ đầu nguồn sẽ chịu mức phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Ngoài ra, Nghị định 45 xử lý vi phạm đối với các hành vi thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chưa thể áp dụng quy định này. Khi chúng ta đặt vấn đề là phân loại xong, giải quyết đằng sau đó là cái gì? Đem lên nhà máy rác xử lý kiểu gì? Nếu đốt thì phân loại cũng không như không phân loại, vô lốt có phèo. Nó đỡ được cái là có chắc không đốt được ra ngoài thôi. Còn như bao nhiêu nhà, bao nhiêu địa phương có lò đốt, còn giải quyết chuyện gì? Nếu mà đa phần hiện nay là chôn lấp, rồi cũng chôn một chỗ. Cho nên nghị định 45 ra đời, nhưng mà bên sau nghị định đó là phải có những cái nghị định 45 là mục tiêu chúng ta đi tới. Nhưng mà đi tới đó phải có con đường, như ai làm đường đi. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, việc đưa quy định xử phạt hành vi không thực hiện phân loại rác thải tại nguồn vào chế tài xử phạt là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, muốn phân loại được thì cần kết hợp rất nhiều yếu tố. Đầu tiên phải có quy định hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật phân loại thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Tiếp đó cần đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phân loại, phương tiện thu gom, vận chuyển cũng như cơ sở xử lý phù hợp sau phân loại. Điều này đòi hỏi phải có lộ trình và thời gian thực hiện. Cái việc mà chúng ta xử phạt người dân khi người ta không thực hiện cái phân loại rác theo quy định của luật thì cũng phải đảm bảo cái cách cái quá trình chúng ta triển khai cái này. Trong đó thì cái việc mà ban hành một cái kế hoạch hướng dẫn cụ thể cũng như đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, cái hạ tầng để chúng ta giải quyết cái bài toán là sau khi phân loại như thế nào. Thì đây là một trong những cái vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay của thành phố. Trước thực tế, có nhiều ý kiến băn khoăn về vấn đề này, lãnh đạo Tổng cục Môi trường phản hồi cho biết, ngày 25 tháng 8 là thời điểm Nghị định 45 có hiệu lực, chứ không phải thời điểm áp dụng chế tài xử phạt. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 cũng đã quy định việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phải được thực hiện chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Như vậy, đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, phân loại chất thải rắn tại nguồn là việc làm bắt buộc đối với mọi cá nhân và hộ gia đình. Với Đà Nẵng, để đạt được mục tiêu đến năm 2025 bắt đầu xử phạt, nếu hộ gia đình không phân loại rác tại nguồn, đơn vị thu gom không phân loại rác khi vận chuyển, thì thành phố còn rất nhiều việc phải làm. Như tôi đã nói thì đây là một trong những cái việc mà chúng ta phải hoàn thiện toàn bộ cái quy trình của công toán tác phân loại rác tại nguồn. Nếu như người dân làm tốt cái phân loại rác nhưng mà chúng ta lại không có những trang thiết bị, chúng ta lại không có những cái nhà máy để tái chế thì cái việc phân loại rác tại nguồn nó không mang lại cái hiệu ý nghĩa. Thì hiện nay thì thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ngành là tham mưu để sớm lập điều chỉnh cái quy hoạch tại cái khu liên hợp xử lý rác Thanh Sơn, trong đó sẽ bố trí những cái khu đất mà có thể đầu tư, kêu gọi đầu tư những cái cơ sở để tái chế và phân loại rác. Như vậy, mặc dù Nghị định 45 của Chính phủ đã có hiệu lực nhưng chưa áp dụng việc xử phạt nếu người dân không thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Phải đợi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn thì các địa phương mới có căn cứ xử phạt hành vi không phân loại rác thải tại nguồn. Lộ trình thực hiện phải sau ngày 31 tháng 12 năm 2024.